Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, theo đề nghị của một số quý khán thính giả của KTV, có đề cập tới một cái sự kiện ban lãnh đạo Bắc Kinh vừa cho công bố một quyển sách trắng liên quan về cái vấn đề chính trị đảng kiểu mới ở Trung Quốc. Và như quý vị đã biết, thể chế chính trị của Trung Quốc và Việt Nam lâu nay vẫn được xem là như anh em song sinh. Trung Quốc thế nào thì chắc chắn Việt Nam sẽ thế ấy. Đó là lý do người ta nói tại sao Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội lập tức sẽ dơ ngô. Do đó, cái vấn đề liên quan tới cái quyển sách trắng mới đây của ban lãnh đạo Trung Nam Hải đề cập về cái chế độ chính đảng kiểu mới ở Trung Quốc, nó sẽ có ảnh hưởng ra sao tới một cái thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam là điều rất nhiều người đấu tranh dân chủ mong tới. Thưa quý vị, được biết, trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Báo chí Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố sách trắng về chế độ chính đảng kiểu mới ở Trung Quốc. Thưa quý vị, lâu nay, nhiều người có cái quan niệm cho rằng Trung Cộng là một quốc gia đơn đảng do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. Nhưng thưa quý vị, thực chất nó không phải là như vậy, mà Trung Quốc là một quốc gia ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ quyền lực thì còn có 8 đảng chính trị được Hiến pháp Trung Quốc thừa nhận và song song hoạt động cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí các cái đảng được cho là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tạo cho những cái thành viên của các cái đảng ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc người ta cảm thấy tự hào. Và kể cả trong các vấn đề đề bạt cán bộ ở Trung Quốc thì sau các cái nhân vật lãnh đạo là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thì các thành viên của các đảng chính trị được Hiến pháp Trung Quốc thừa nhận cũng được thăng tiến dựa trên cái kết quả công tác cũng như năng lực. Thưa quý vị, tuy nhiên có một điểm ít ai để ý, đó là lâu nay Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Hà Nội họ cố ý tuyên truyền rằng nguyên tắc của cái chế độ cộng sản là chỉ có độc đảng chính trị. Đó là một cái điều hoàn toàn hiểu sai. Và thưa quý vị, từ đó nó dẫn đến những cái định hướng trong ý thức hệ cộng sản, đó là dưới chế độ cộng sản thì Đảng Cộng sản là đảng duy nhất được phép tồn tại một cách hợp pháp. Đó là một cái điều hoàn toàn phản khoa học và phi thực tế. Bởi vì như quý vị đã biết, trước năm 1985 ở Việt Nam vẫn tồn tại hai đảng, đó là Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội. Nó cũng y như cái chế độ đa đảng ở Trung Quốc hiện nay. Làm rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt Ban tuyên giáo, luôn luôn với những cái phát biểu sợ đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Thưa quý vị, ở đây phải nhắc lại, đa đảng hay độc đảng, nó cũng có những cái mặt ưu việt nhất định của nó. Nhưng chúng tôi khẳng định cái vấn đề đa đảng có cạnh tranh chính trị, rõ ràng nó là một cái điều tốt hơn. Và khi đó người dân sẽ trở thành trong cái tư cách người trọng tài lựa chọn ai sẽ chấp chính. Nhưng mà rõ ràng thưa quý vị, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến được quyền lãnh đạo kể từ năm 1945 và kể cả trong hiến pháp đầu tiên của Việt Nam sau đó, họ cũng tiến hành tiêu diệt đối với các cái đảng phái đối lập. Đó là một cái điều được cho là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không chấp nhận sống chung và tồn tại với các chính đảng khác, mà họ luôn luôn coi độc quyền chính trị là quyền của họ, tức là kẻ mạnh. Chúng ta có thể khẳng định bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là họ không chấp nhận bất kỳ một tổ chức chính trị nào tham chính với họ, tức là trở thành các cái tổ chức chính trị đối lập trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát. Về mặt tổ chức, họ coi thì họ làm cái đảng chính trị độc quyền. Tuy nhiên thưa quý vị, trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng có các cái đảng Dân Chủ cũng như Đảng Xã Hội. Hai đảng làm cảnh này sau khi làm tròn sứ mạng cũng tự giải thể theo yêu cầu của Đảng Cộng sản trước những nguy cơ của biến cố Đông Âu. Thậm chí Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam coi rằng nếu xuất hiện chế độ đa đảng, tức là với cái ý đồ của thế lực hòa bình phương Tây nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, theo chúng tôi, đó là những cái bịa đặt vô căn cứ để xuyên tạc cũng như đe dọa mong muốn của người dân Việt Nam.
Đó là lý do vì sao đa số người dân Việt Nam đã chịu tác động và ảnh hưởng. Mỗi khi nhắc tới cái vấn đề đa đảng, người ta nói kèm theo một cái câu, nó như một cái công thức bất định, đó là đa đảng sẽ loạn. Thưa quý vị, mà người ta không hiểu rằng với một cái hệ thống chính trị đa đảng và tam quyền phân lập thì cán cân quyền lực được cân bằng và điều chỉnh. Khi đó người dân chúng ta sẽ thực sự có quyền chọn lựa những cái đảng phái mà cảm thấy hâm mộ và ủng hộ. Và chắc chắn điều đó sẽ mang lại một cái nền chính trị ở Việt Nam có tính cạnh tranh sẽ tốt hơn trong một cái cuộc bầu cử dân chủ. Chính vì người dân, một những cái thành phần là chủ quyền lực của nhà nước, được quyền tự chọn. Và rõ ràng nếu ý thức chính trị của người dân càng cao thì chất lượng của những cái quốc hội càng tốt, và các cái đại biểu quốc hội là những cái người có đầy đủ khả năng, uy tín, quyền hạn để họ có cái quyết định độc lập trong việc lựa chọn các cái nhân sự cũng như các cái tổ chức của đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ. Và đó chính là một trong những ưu điểm của chế độ chính trị đa nguyên đa đảng, mà thực chất làm cái chính quyền của dân, do dân và vì dân, đi ra từ lá phiếu của nhân dân. Hay nói một cách khác, thưa quý vị, đơn giản là đa nguyên đa đảng ngày nay nó là một con đường sinh hoạt chính trị xuất phát từ nguồn ý thức hệ khác nhau. Nó được thể chế hóa thành công ở hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay. Nó được liên tục hoàn thiện bởi sinh hoạt ở nghị trường và kinh nghiệm cầm quyền, để cho quyền lực nhà nước trong quốc gia có thể kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau với mục đích xây dựng quốc gia phát triển, và quan trọng hơn là phục vụ quyền lợi của nhân dân. Tuy nhiên ngày nay, thưa quý vị, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, và họ giữ nguyên bản chất một đảng chính trị độc tài, dù rằng đường lối phát triển kinh tế và cái nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay nó là một cái nền kinh tế tư bản hoàn toàn, và điều đó nó trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam họ ngang nhiên thách thức cái nguyện vọng dân chủ hóa đất nước, thậm chí họ càng gia tăng đàn áp, có những chính sách khắc nghiệt hơn, với mục đích của họ đó là muốn cầm quyền suốt đời, từ đời cha đến đời con, đời con đến đời cháu. Tuy nhiên thưa quý vị, một cái vấn đề cơ bản hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng thấy rõ nguy cơ nếu như có cạnh tranh chính trị thì uy tín của họ sẽ giảm sút, thậm chí người dân thiếu tín nhiệm đối với họ. Và đó là nguy cơ như ở Liên Xô trước đây sau khi sụp đổ. Đảng Cộng sản Liên Xô thậm chí bị cấm hoạt động. Rõ ràng một điều, khi đất nước có nhiều đảng phái, có sự cạnh tranh, thì rõ ràng các quý vị, đó là những cái cử tri có quyền lựa chọn nhiều hơn. Và nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất đã tỏ ra bất xứng, như những cái chuyện mà dư luận xã hội đánh giá, họ sợ người dân không bỏ phiếu lựa chọn họ, thậm chí loại bỏ họ trong các cuộc bầu cử, cho nên họ nói đòi hỏi dân chủ đa nguyên là một cái âm mưu để loại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo chúng tôi, đó là những lý luận hàm hồ nhằm che giấu cũng như chia tiêu mầm mống dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, chúng tôi khẳng định một cái thể chế chính trị đa nguyên nó chỉ thực sự có hiệu lực khi dân trí phải ý thức được quyền lực, quyền lợi của họ. Và họ phải ý thức rằng như ở Việt Nam hiện nay, hiến pháp đã quy định rõ ràng quyền lực thuộc về người dân, và người dân lựa chọn các đại diện của họ ngồi trong quốc hội, và quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Thưa quý vị, những điều vừa kể chắc chắn sẽ cho thấy trước sau thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thất bại trong âm mưu lừa gạt quần chúng nhân dân, đặc biệt là dư luận xã hội, sau nhiều chục năm họ cầm quyền. Vì rõ ràng bây giờ ai ai cũng ý thức được Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện hình là đại diện rõ rệt nhất cho lợi ích của những các cái nhóm tư bản đỏ, trong khi nông dân và công nhân, những cái thành phần lao động cơ cực lầm than, vì bị họ bóc lột thì sống một cái cuộc sống như nô lệ thời mới, trong khi đang cầm quyền tức Đảng Cộng sản Việt Nam thì ôm chặt lấy quyền lực, cấu kết với nhóm lợi ích và các cái ông tư bản đỏ để bóc lột người dân. Đó là lý do, thưa quý vị, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nông dân và công nhân đã trở thành các cái thế lực thù địch đúng nghĩa nhất, sau khi họ đã bị đảng cầm quyền, tức Đảng Cộng sản Việt Nam cướp hết tài sản đất đai và đẩy họ qua lề,
của xã hội. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Và quý vị đã hiểu rõ về nội dung thể chế chính trị ở Trung Quốc hiện nay như thế nào và nó có tác động tới thể chế chính trị đa đảng ở Việt Nam ra sao. Như chúng tôi đã nói với quý vị, Việt Nam là một cái bản sao của chính trị Trung Quốc. Không phải chỉ thời hiện nay mà từ xưa đến nay đều là như vậy. Nhưng rõ ràng thời cận đại, đặc biệt dưới cái thời đại lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sao chép những điều tồi tệ xấu xa, không vì lợi ích của nhân dân, về áp dụng của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc đã thừa nhận không cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp can thiệp vào cái việc lãnh đạo của nhà nước một cách công khai. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, họ với những chủ trương lạc hậu cổ hủ mà xuất phát từ họ không muốn quyền lực chính trị của họ bị chia sẻ hoặc bị chi phối. Và đó là lý do tại sao cái nền kinh tế của Trung Quốc phát triển như vũ bão, trong khi nền kinh tế của Việt Nam với một cái bản sao chính trị mà làm ăn làm đâu thua đấy, làm đầy lỗ đấy, là một chế độ đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cái đảng phái nhỏ, cụ thể là 8 đảng, nó trở thành các cái thành phần của một mặt trận thống nhất. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, do thể chế một nước hai chế độ trước đây nên ở các cái đặc khu hành chính của Trung Quốc hiện nay, đó là Hồng Kông và Macau, thì có các cái chế độ chính trị khác với phần còn lại của đại lục. Và hiện nay ở Hồng Kông và Macau vẫn tồn tại chế độ đa đảng một cách thực sự. Thưa quý vị, hôm nay nói về cái vấn đề chính trị Trung Quốc thì chúng ta cần phải hiểu phạm vi chế độ chính trị của Trung Quốc đề cập đến rất rộng. Chế độ chính trị cụ thể của các quốc gia khác nhau thì nó có những cái đặc điểm không giống nhau. Thưa quý vị, ở đây có thể nói về cái chế độ độc đảng và chế độ đa nguyên chính trị, tức là đa đảng, thì chúng tôi có thể khẳng định tính ưu việt của chế độ chính trị đa nguyên. Trong đó có nhiều đảng chính trị với các cái phương hướng hành động cũng như các cái chủ trương khác nhau dựa trên một cái bản phiến hiến pháp chung của quốc gia. Thưa quý vị, tuy nhiên chúng tôi xin khẳng định rằng cái thể chế chính trị đa nguyên đa đảng nó hoàn toàn mang tính ưu việt, bởi vì như quý vị đã biết, mâu thuẫn là động lực để phát triển, mà giải quyết mâu thuẫn thì sẽ làm cho tất cả những cái vấn đề liên quan tới chính trị nó sẽ khắc phục được các cái trở ngại để đưa ra những cái giải pháp tiến bộ tốt nhất. Tuy nhiên, chế độ chính trị độc đảng nó cũng có những cái ưu việt của nó. Ví dụ như cái việc phát triển của kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn hơn 30 năm qua, như quý vị đã thấy, nhờ cái chế độ chính trị độc đảng, một cái chiến lược cải cách của Trung Quốc trước sau như một, do Đặng Tiểu Bình đặt những cái nền tảng. Và cho đến nay, thưa quý vị, những cái thành quả của kinh tế Trung Quốc là những cái điều không thể chối bỏ, bởi vì Trung Quốc đã từ một nước ăn không no mặc không ấm, và bây giờ Trung Quốc đã trở thành một cái quốc gia hàng đầu trên thế giới về mặt kinh tế, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Trung Nam Hải luôn luôn tuyên bố họ sẵn sàng tạo ra một nền kinh tế của Trung Quốc vượt Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện ở tương lai chúng ta không nói. Do đó, nhìn lại một cái thể chế chính trị đa nguyên đa đảng, nó cũng phải yêu cầu trên một cái nền tảng dân trí thật tốt, nếu không nó sẽ dẫn ra các cái tình trạng hỗn loạn, không phải chỉ ở các quốc gia Đông Nam Á, như quý vị đã thấy đang diễn ra hàng ngày ở Thái Lan, và kể cả ở Hoa Kỳ cũng vậy. Sau cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020 thì có những cái xáo trộn đáng kể, và người dân Hoa Kỳ bây giờ trở nên không thống nhất như trước kia. Đó là những điều nó có ảnh hưởng cũng như tác động tới nền chính trị của thế giới. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề chế độ chính trị ở Trung Quốc hiện nay, nó bao gồm bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử, chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ chủ tịch nước, hay các cái chế độ hành chính, chế độ tư pháp, chế độ quân sự, vân vân và vân vân. Kể cả các cái vấn đề chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị. Ngoài ra, ở Trung Quốc nó còn có cái chế độ dân chủ cơ sở. Thì trong cái quyển sách trắng của Trung Quốc, người ta đề cập tới những cái vấn đề này. Thưa quý vị, thực chất Trung Quốc là một quốc gia đa đảng,
và Trung Quốc đã từng công bố một cái quyển sách trắng liên quan tới cái thể chế chính trị ở Trung Quốc vào năm 2007. Tuy nhiên chúng ta ít ai quan tâm nên không biết, thậm chí năm 2014, trong một cái chuyến thăm châu Âu, Chủ tịch ông Tập Cận Bình nói về cái vấn đề đa đảng ở Trung Quốc. Theo Tập, trước đây Trung Quốc đã từng thử một cái hệ thống chính trị đa đảng, bao gồm cả dân chủ đa đảng. Song theo ông Tập, nó không hoạt động. Reuters đã dẫn một cái cảnh báo của ông Tập Cận Bình rằng đó là lý do tại sao Trung Quốc không thể sao chép một cái nền chính trị ở phương Tây hoặc các mô hình phát triển của phương Tây. Thậm chí ông Tập Cận Bình cho rằng việc sao chép cái nền chính trị phương Tây vào Trung Quốc có thể là một cái vấn đề thảm họa, trong khi ông Tập Cận Bình khẳng định hiến pháp của Trung Quốc trân trọng vai trò lãnh đạo lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù rằng vẫn cho phép các cái đảng phái chính trị ở Trung Quốc hiện diện dưới một hệ thống hợp tác đa đảng. Đó, thưa quý vị, chúng tôi nói những điều đó để chứng minh cho quý vị thấy, ở Trung Quốc vẫn tồn tại các cái đảng phái chính trị, nhưng mà trên tinh thần hợp tác đa đảng, mà người dẫn đầu, dẫn dắt chính trị cũng như kinh tế của Trung Quốc vẫn là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Tập Cận Bình, giải thích lý do không thể sao chụp những mô hình chính trị ở phương Tây và Trung Quốc bởi các điều kiện xã hội lịch sử độc nhất vô nhị của Trung Quốc không cho phép chúng tôi, tức Trung Quốc, có thể sao chép một hệ thống chính trị hoặc quy mô phát triển từ các quốc gia khác vì nó không phù hợp với Trung Quốc và nó có thể dẫn đất nước Trung Quốc tới những hậu quả thảm khốc. Thậm chí ông Tập còn cho biết những cái hoa quả là sản phẩm của các cái thể chế chính trị nó có thể giống nhau, song mùi vị nó sẽ khác xa. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà Trung Quốc vừa mới công bố sách trắng về chế độ chính đảng tuổi mới vào ngày 24 tháng 6, qua tìm hiểu, được biết quyển sách trắng này nó có khoảng 14.000 từ và nội dung của cuốn sách trắng đã nhìn lại quá trình hình thành, phát triển cũng như hoàn thiện chế độ chính đảng kiểu mới của Trung Quốc. Cái vấn đề cơ bản trong cuốn sách này là nêu lên những cái đặc điểm nổi bật của chế độ chính trị hiện nay ở Trung Quốc, cũng như người ta tóm tắt chia sẻ những cái thành tựu quan trọng và kinh nghiệm trong cái việc tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong cái việc xây dựng một chế đảng kiểu mới. Ở đây phải nói rõ là một chế độ chính đảng kiểu mới ở Trung Quốc, và đặc biệt kể từ Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18 và cái mục tiêu trước sau của sách trắng mà chúng tôi đang giới thiệu với quý vị, đó là họ khẳng định một điều: chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị ở Trung Quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ chính trị cơ bản của nước này, cũng là một chế độ chính đảng kiểu mới của Trung Quốc. Thưa quý vị, ở đây chúng ta cần phải hiểu hệ thống đảng phái chính trị kiểu mới của Trung Quốc bao gồm: Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính đảng chủ lực và 8 đảng dân chủ, cùng với sự tham gia của những nhân sĩ ngoài đảng. Theo Phó trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung Quốc, ông Hứa Hữu Thành, tức là một cái tổ chức giống như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã nói Trung Quốc thực hiện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, đặc trưng cơ bản của chế độ này, nó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với một sự hợp tác của nhiều đảng phái khác nhau, cộng với một cái vấn đề mấu chốt là sự cầm quyền của Đảng Cộng sản và cái sự tham chính của nhiều đảng phái khác, cụ thể là 8 đảng dân chủ, đó là những đảng tham chính, song phải chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải có một thái độ bắt buộc là hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, thực tế sách trắng lần này về một cái thể chế chính trị mới ở Trung Quốc nó cũng tương tự như quyển sách trắng trước đây. Vào năm 2007, Trung Quốc cũng đã từng công bố, đó là lần đầu tiên Trung Quốc nói về một cái chế độ chính đảng của nước này. Theo đó, sách trắng đã giải thích chi tiết về sự hình thành, các cái đặc điểm chính cũng như nội dung cơ bản và cái sự phát triển của hệ thống đảng chính trị cũng như vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Một cái vấn đề ở đây chúng tôi xin phải nhắc lại với quý vị, đó là hiến pháp của Trung Quốc quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng chấp chính duy nhất
Còn 8 đảng còn lại được gọi là đảng phái dân chủ hay các đảng phái tham chính thì phải hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc trên tinh thần xây dựng. Thưa quý vị, qua tìm hiểu thì được biết 8 cái đảng mà người ta gọi là đảng phái dân chủ hay đảng tham chính đó chủ yếu là các cái tổ chức chính trị được thành lập trong cái thời kỳ chiến tranh Trung Nhật cũng như nội chiến Trung Quốc ở đầu thế kỷ thứ 20, và các cái đảng phái dân chủ vừa kể tham gia chính trị thông qua Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc với cái mục đích để phát huy vai trò giám sát cũng như phụ tá cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch các cái đảng dân chủ hay các cái đảng tham chính vừa kể thường được kiêm nhiệm chức vụ phó ủy viên thường trực ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc hoặc phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, tức là tương đương với Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Một cái vấn đề cơ bản mà chúng tôi phải nhắc lại ở đây là phương châm hợp tác cơ bản giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và 8 đảng phái dân chủ được xác định dưới khẩu hiệu Trường Kỳ Cộng Tồn Hỗ Tương Giám Đốc Can Đảm Tương Chiếu Vinh Nhục Giữ Cộng, có nghĩa là cùng tồn tại lâu dài để giám sát lẫn nhau, đối xử chân thành với nhau và vinh nhục thì sẵn sàng có nhau. Thưa quý vị, về mặt nguyên tắc nó là như vậy. Song theo chúng tôi, 8 cái đảng phái dân chủ hay 8 đảng phái tham chính cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay chắc chắn đó là những cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Các cái tổ chức chính trị vừa kể chắc chắn họ không giữ được cái vai trò độc lập của họ, và nói một cách khác, các chính đảng vừa kể hoàn toàn phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc về mọi mặt, kể cả vấn đề nhân sự cũng như tài chính. Và cái cách thức tuyển lựa những cái thành viên mới của các cái đảng phái tham chính cũng như cách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là điều kiện đầu tiên là phải được Đảng Cộng sản thẩm tra xem những cái thành viên đó có đủ tiêu chuẩn gia nhập đồng minh với họ hay không. Trên cơ sở đó, họ mới cho phép những cái đảng tham chính kết nạp những cái thành viên mới vào đảng của họ. Thưa quý vị, hiện nay ở Trung Quốc có 8 đảng được chính thức công nhận. Cụ thể là Ủy ban Cách mạng Quốc dân Đảng Trung Quốc, còn gọi tắt là Đảng Dân Cách, Đồng minh Dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Đảng Dân Minh, Hội kiến Quốc dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Đảng Dân Kiến, Hội xúc tiến Dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Đảng Dân Tiến, Đảng Dân Chủ Công Nông Trung Quốc gọi tắt là Công Nông Đảng, Đảng Trí Công Trung Quốc gọi tắt là Trí Công Đảng. Ngoài ra, còn có các tổ chức như Học xã Kiều Tam, Đồng minh Tự trị Dân chủ Đài Loan gọi tắt là Đảng Đài Minh. Thưa quý vị, về mặt thực chất, được hiến pháp công nhận đó là ở Trung Quốc hiện nay có 9 chính đảng, và chủ lực đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc và 8 đảng tham chính như chúng tôi vừa liệt kê với quý vị. Tuy nhiên thưa quý vị, ở Trung Quốc còn tồn tại các chính đảng khác ở dạng bất hợp pháp, mà ở đây đó là những cái chính đảng không được hiến pháp Trung Quốc thừa nhận. Dù rằng hiến pháp của Trung Quốc cũng như Việt Nam quy định người dân có quyền tự do lập hội, lập đảng, tuy nhiên thực sự thì ngoài 8 đảng phái dân chủ cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ban lãnh đạo Bắc Kinh không hề phê chuẩn cho cái việc thành lập các cái đảng phái mới, thậm chí họ còn thẳng tay chấn áp, bắt giữ các cái nhân vật lãnh đạo của đảng phái này. Ở đây chúng tôi có thể liệt kê để quý vị hiểu rằng ở Trung Quốc vẫn còn tồn tại các cái tổ chức chính trị đối lập hay các cái đảng đối lập hoạt động ngoài khuôn khổ của hiến pháp. Ví dụ như Đảng Dân Chủ Trung Quốc được thành lập trong phong trào dân chủ năm 1978 và sau sự kiện Thiên An Môn 1989, hay mới đây có một cái đảng Tân Dân Trung Quốc do ông Quách Tuyệt thành lập tại Nam Kinh vào cuối năm 2007, cũng như Đảng Tinh Thần Quốc Dân Đảng Trung Quốc, Đảng Lao Động Trung Quốc, Đảng Tự Do Trung Quốc, Liên Minh Phiến Lạng Trung Quốc hay Trung Quốc Lục Đảng, tức là một cái đảng xanh. Ngoài ra còn có các cái tổ chức chính trị như Đảng Nhân Quyền Trung Hoa, Đảng Dân Chủ Chính Nghĩa Trung Quốc, Đảng Dân Chủ Sau Trung Quốc, thậm chí có đảng mang tên Đảng Hải Tặc Trung Quốc.
Tuy nhiên thưa quý vị, những cái đảng này tồn tại trên danh nghĩa và những hoạt động của họ mang tính bí mật. Nhưng mà một cái điều quan trọng thưa quý vị, nhà nước Trung Quốc hầu như bịt kín những cái tin liên quan tới vấn đề chính trị đa nguyên đa đảng đối với các cái đảng phái đối lập, cũng như các vấn đề liên quan tới nhân quyền. Và đó là lý do cộng với cái việc ở Trung Quốc, người ta không sử dụng những cái nền tảng mạng xã hội mà toàn cầu sử dụng. Họ xây dựng những cái nền tảng mạng xã hội của riêng của họ. Đó là lý do các cái thông tin hoạt động dân chủ, hoạt động đối lập của Trung Quốc hầu như không lọt được ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao quốc tế nhìn nhận Trung Quốc như là một chế độ được cho là an bình. Nhưng thực sự, thưa quý vị, trong xã hội Trung Quốc hiện nay, nó đang có những cái nền tảng của những cái chấn động ngầm. Đó là những cái cơn sóng ngầm mà nó chỉ thời gian cũng như cơ hội là nó sẽ bùng nổ. Và cái điều đó nó cũng tương tự đối với Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, đến đây, quý vị đã hiểu rằng Trung Quốc không phải là một quốc gia độc đảng, và cái câu hỏi Trung Quốc độc đảng hay đa đảng vẫn chưa thể trả lời được. Bởi vì nói Trung Quốc độc đảng cũng không sai, dù rằng có 8 đảng gọi là dân chủ phát triển hay 8 đảng tham chính, thì rõ ràng nó cũng xoay quanh. Nó chỉ là những cái vệ tinh mà quay quanh một cái trọng tâm là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu chúng ta nói là độc đảng thì cũng không sai, nhưng rõ ràng về mặt nguyên tắc thì Trung Quốc có một chế độ hợp tác đa đảng phái và hiệp thương chính trị. Nó là nền tảng cơ bản của chế độ chính trị của Trung Quốc hiện nay. Một cái điều thưa quý vị cần phải phân biệt rằng các cái đảng phái dân chủ được hiến pháp Trung Quốc chấp nhận, nó không phải là đảng đối lập, mà đó là các đảng phái tham chính trên tinh thần xây dựng. Thưa quý vị, ở đây phải hiểu rõ cái khái niệm đảng đối lập. Trong khoa học chính trị, người ta đã nói rất rõ các cái đảng đối lập với nhà nước phải là các đảng tôn trọng hiến pháp của quốc gia. Có nghĩa là nếu không tôn trọng hiến pháp của Trung Quốc, hay ở Việt Nam các cái tổ chức chính trị không tôn trọng hiến pháp Việt Nam, thì không gọi là những cái đảng đối lập được, mà đó là các cái tổ chức chính trị chống đối. Và đó là lý do ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sẵn sàng thẳng tay trừng trị đối với những người hoạt động dưới danh nghĩa hoạt động dân chủ. Nhưng mà các cái tổ chức chính trị như vừa kể, họ không tôn trọng hiến pháp Việt Nam mà mục tiêu của họ là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì rõ ràng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ họ là một cái điều hoàn toàn phù hợp. Vấn đề này chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, tuy nhiên chúng ta phải hiểu. Nhưng một điều đáng tiếc là các nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, người ta không ý thức được điều này. Và người ta vẫn nghĩ rằng việc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản Hà Nội hiện nay là một hành động hợp pháp. Đó là những sai lầm nghiêm trọng, thưa quý vị. Trở lại cái vấn đề các cái đảng phái tham chính ở Trung Quốc, như quý vị đã biết, nó không phải là những cái đảng chính trị thực thụ, nó chỉ là những cánh tay nối dài với mục tiêu để tham gia thảo luận phương châm chính sách của nhà nước Trung Quốc, cũng như tham gia trong cái việc tổ chức bầu cử. Hay nói một cách đúng hơn, đó là nó làm cho bức tranh chính trị ở Trung Quốc mang màu sắc đa nguyên, và cái bức tranh chính trị của Trung Quốc trông nó đẹp mắt hơn so với nền chính trị Việt Nam. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, đó là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thiếu thông minh. Vì quý vị đã biết, dưới thời của Hồ Chí Minh đã dựng ra các cái đảng nối dài, ví dụ như Đảng Xã hội hay Đảng Dân chủ của các cụ Nguyễn Xiển hay Nghiêm Xuân Niêm, mà thực chất họ đều là những cái đảng viên Đảng Cộng sản, được Đảng Cộng sản cử sang thành lập các cái đảng vệ tinh để làm cho cái bức tranh chính trị ở Việt Nam dưới thời của Hồ Chí Minh trở nên đẹp đẽ hơn. Như cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 1985 cho đến nay, trước cái nguy cơ sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng như Liên Xô, và quả là họ dự đoán đúng. Đến năm 1990-91 thì quý vị đã thấy hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô hoàn toàn sụp đổ, cũng như các quốc gia Đông Âu cũng trùng một số phận
Tuy nhiên thưa quý vị, cái việc bỏ cái chế độ đa đảng, tức là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội họ xóa các cái đảng như Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội trước kia, nó cho thấy cái tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo Việt Nam không bằng cái sự tình rành mà quái của các chính trị gia người Trung Quốc. Thưa quý vị, dù rằng các đảng tham chính, cụ thể là 8 đảng tham chính ở Trung Quốc hiện nay, họ chịu sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những vấn đề quan trọng liên quan tới cái chính sách phát triển kinh tế xã hội cũng như định hình một cái hệ thống chính trị ở Trung Quốc hiện nay. Nhưng rõ ràng cái việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy rằng cần phải thương lượng với các cái đảng phái dân chủ cũng như các nhân sĩ dân chủ không đảng phái, và họ sẵn sàng biết lắng nghe ý kiến, những cái kiến nghị rộng rãi trước khi đưa ra các cái quyết sách. Đó là những cái ưu điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cái thể chế chính trị thực chất là độc đảng. Thậm chí trong Quốc hội của Trung Quốc cũng vậy, những cái đại biểu Trung Quốc thuộc các cái đảng phái tham chính, tức là 8 đảng, kể cả những cái nhân vật không phải là đảng phái, thì họ cũng có mặt xuất hiện với một tỷ lệ nhất định trong Quốc hội cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Đặc biệt là các ủy ban mang tính chuyên môn thường trực của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì có đông đảo các cái đại biểu Quốc hội thuộc dạng này. Thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải học Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái quyền phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Tất nhiên ở đây là nó nằm trong một cái khuôn khổ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khống chế được, mà một cái hình thức hợp tác và hiệp thương chính trị ở Trung Quốc hiện nay giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cái tổ chức tham chính, cụ thể gồm: thứ nhất, thưa quý vị, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị cần phải nhớ rằng nó là nơi quan trọng để các cái đảng phái cũng như các cái đoàn thể, các cái tổ chức quần chúng của nhân dân, kể cả các cái đại biểu ở các giới, các ngành, các nghề, họ có thể tham chính, nghị chính. Vấn đề thứ hai, đó là các cái buổi tọa đàm các cái đảng phái dân chủ và các nhân sĩ không đảng phái thường xuyên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cấp ủy các địa phương triệu tập. Tại các cuộc họp này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thông báo các tình hình quan trọng, sau đó họ lắng nghe cái ý kiến kiến nghị của các cái đảng phái cũng như các nhân sĩ ngoài đảng, kể cả các cái tổ chức chính trị của quần chúng về chính sách phương châm quan trọng. Đồng thời người ta lắng nghe, tiếp nhận cái danh sách ứng cử viên, sau đó họ sẽ thương lượng và đưa đến những cái thống nhất. Một cái nội dung thứ ba trong cái việc hiệp thương chính trị, đó là vấn đề đại biểu Quốc hội trong các cái đảng phái dân chủ tham chính. Họ sẽ phát huy một cái vai trò, thưa quý vị, đó là giám sát với tư cách đại biểu Quốc hội trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Có nghĩa là một cái lực lượng tham gia với tư cách giám sát và điều chỉnh quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chưa hết, vấn đề thứ tư, đó là trong việc lựa chọn thành viên các cái đảng phái dân chủ để đảm nhiệm các cái chức vụ lãnh đạo ở Quốc vụ viện, các bộ, các ban hữu quan hay chính quyền địa phương từ cấp tỉnh trở lên, thì đó là những cái việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận và chấp nhận cho các thành viên của các cái đảng tham chính tham gia. Vấn đề thứ năm, đó là trong việc giới thiệu các cái thành viên trong các đảng phái dân chủ có điều kiện đảm nhiệm lãnh đạo trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Thậm chí người ta, tức là Trung Quốc, sẵn sàng chấp nhận các cái thành viên của các cái đảng tham chính tham gia đảm nhiệm các cái chức vụ lãnh đạo trong cơ quan kiểm sát cũng như thẩm phán trong các cái phiên tòa. Thưa quý vị, nói tóm lại, hệ thống đảng chính trị ở Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị với một cái tinh thần vinh nhục có nhau, tức là nỗ lực chung một cái phương châm xây dựng một đất nước Trung Quốc, và các đảng phái chính trị tự nguyện cống hiến sức lực cũng như trí tuệ để xây dựng ở Trung Quốc một cái xã hội thịnh vượng trên mọi lĩnh vực, để giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội mang màu sắc của Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây ký giả Mu Trung San của cái tạp chí Diplomat trong một cái bài viết về nền chính trị Trung Quốc cho biết, khi Trung Quốc được thành lập
thì một hoặc hai, ba đại diện của các cái đảng này được phép nắm các vị trí chủ chốt trong chính quyền, thậm chí được sở hữu các cái quyền lực thực sự, chẳng hạn như cái nhân vật chủ tịch đầu tiên của tòa án tối cao Trung Quốc chính là chủ tịch đảng Dân Minh. Tuy nhiên, trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa thì các cái đảng chính trị, tức là tám đảng tham chính này, được biết chỉ tồn tại trên danh nghĩa trước cái sự siết chặt của Mao Trạch Đông, và chỉ đến khi ông Đặng Tiểu Bình được phục quyền và nắm quyền thì ông Đặng Tiểu Bình đã lập tức khôi phục lại cái truyền thống chấp nhận bị phê bình của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nghĩa là tôn trọng mỗi sự đa nguyên chính trị. Khi đó thì các cái đảng tham chính này mới bắt đầu được coi trọng. Đó là lý do trước đây 8 đảng tham chính ở Trung Quốc chỉ có 170.000 thành viên vào giữa thập niên 1980. Nhưng cho tới nay, thưa quý vị, số lượng đảng viên của 8 đảng tham chính ở Trung Quốc đã tới gần 1 triệu người. Tuy rằng 1 triệu người so với cái con số 1 tỷ tư dân số Trung Quốc nó là con số quá khiêm tốn. Nhưng thưa quý vị, nó cũng thể hiện rằng ở Trung Quốc người ta cũng chấp nhận những tiếng nói khác biệt. Tất nhiên là ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Bởi vì, thưa quý vị, về bản chất thì 8 cái đảng dân chủ tiến bộ hay 8 đảng tham chính này nó không phải là các cái đảng đối lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà ngược lại các cái đảng tham chính này họ chỉ có một cái vai trò, đó là hợp tác trên tinh thần hợp pháp. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận những tiếng nói khác biệt, những cái đề xuất từ các cái khía cạnh khác nhau, các ý kiến của các cái đảng tham chính ở Trung Quốc hiện nay. Theo đánh giá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp đỡ cho Đảng Cộng sản trong quá trình cầm quyền của họ, dù rằng các cái đảng tham chính không thể đưa ứng viên của họ vào các vị trí quan trọng trong chính phủ, song các cái hoạt động của các đảng tham chính đều được Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ vấn đề kinh phí cũng như hỗ trợ về mặt nhân sự. Và theo Diplomat, đây được coi là một mô hình chính trị độc nhất vô nhị trên thế giới. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi phải nói với quý vị rằng cái mô hình chính trị ở Trung Quốc nó hoàn toàn không giống cái mô hình chính trị ở Việt Nam hiện nay. Mà Việt Nam hiện nay, ban lãnh đạo Hà Nội, người ta chỉ sao chép những cái vấn đề được cho là những cái vấn đề tồi tệ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Đảng Cộng sản Việt Nam sao chụp và về áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, truyền thông quốc tế vẫn đánh giá 8 cái đảng tham chính ở Trung Quốc hiện nay họ chỉ là những tổ chức chính trị giả, họ được Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra để đem lại một cái cảm giác Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận lợi ích của dân chúng. Một cái điều quan trọng hơn đó là với cái bùa ngải của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho gần 1 triệu người tham gia các cái đảng tham chính ở Trung Quốc hiện nay luôn luôn có một cái ảo tưởng rằng họ có thể tác động tới các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một sự thành công cũng như một sự thất bại, mà sự thành công ở đây chỉ dành riêng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn các cái đảng tham chính, người ta bị lừa nhưng người ta thực chất họ cũng hiểu, nhưng người ta chấp nhận cái vai trò đó để tồn tại. Thưa quý vị, những cái nhận định như vừa kể của truyền thông phương Tây thì các cái đảng tham chính ở Trung Quốc người ta không đồng tình. Người ta cho rằng hệ thống chính trị ở Trung Quốc hiện nay với cái sự góp phần của họ vẫn hoạt động một cách rất hiệu quả. Thậm chí các cái đảng tham chính ở Trung Quốc người ta còn tạo điều kiện để cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những cái đề xuất cụ thể. Thậm chí từ họ, tức là các cái đảng tham chính, có những cái lời khuyên xác đáng từ bên ngoài những vấn đề mà các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc không nhìn nhận ra. Thưa quý vị, trong lịch sử chính trị của Trung Quốc cận đại, đặc biệt kể từ đầu thế kỷ thứ 20, ở Trung Quốc đã tồn tại tới 300 đảng chính trị trong cái thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Và kết quả cái sự đấu đá giữa các đảng phái chính trị và lãnh chúa dẫn đến một cái tình trạng ở Trung Quốc xảy ra một cái thảm trạng, đó là sự chia rẽ của quốc gia. Và đó là lý do tại sao giới phân tích cũng như kể cả ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ đạt được những cái thành tựu về kinh tế to lớn như hiện nay nếu vẫn giữ nguyên cái hệ thống chính trị đa đảng trước kia. Thưa quý vị, tạm thời
chấp nhận điều đó, cá nhân tôi chấp nhận. Bởi vì đó là, thưa quý vị, đất nước Trung Quốc với một số dân đông nhất thế giới hiện nay, trải qua hàng nghìn năm lịch sử của họ thì chưa bao giờ đất nước Trung Quốc có thể thịnh vượng như hiện nay. Đó là một điều chắc chắn, dù rằng bên cạnh đó có những sự bất bình đẳng về giữa giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa các cái tỉnh ở miền đông, tức là giáp biển, với các tỉnh ở phía tây. Nó có những cái chênh lệch đáng kể, thậm chí là rất xa. Nhưng rõ ràng có một điều, thì đảng phái chính trị, cụ thể là 8 cái đảng tham chính, được biết họ có những cái hoạt động tích cực của họ. Ví dụ như họ tổ chức các cái vụ việc quyên tiền trao học bổng cho sinh viên, họ bỏ kinh phí để tiến hành nghiên cứu các cái vấn đề xã hội. Ngoài ra họ hàng quý, hàng 6 tháng hay 1 năm, họ có những cái báo cáo chi tiết để trình lên cái hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Đó là những cái điều mà các cái chính đảng tham chính ở Trung Quốc người ta đã làm được. Các cái thành viên tham gia các cái đảng tham chính ở Trung Quốc cho rằng những cái tổ chức chính trị đó hoạt động hữu ích, đã giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lãnh đạo đất nước có hiệu quả hơn. Thậm chí một trong những cái thành viên lãnh đạo, một trong 8 đảng tham chính đã nói, một đảng chính trị không nhất thiết cứ phải luôn luôn kiểm soát quyền lực. Thưa quý vị, cái phát biểu vừa kể nó thể hiện rõ đó là những cái đảng giả, những cái đảng không thực sự là có tính cách độc lập. Bởi vì nguyên tắc của một cái tổ chức chính trị thì luôn luôn có một cái ước vọng cao nhất của họ là phải giành được quyền lực nhà nước, tức là lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên thưa quý vị, theo các cái tài liệu tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, việc những cá nhân ở Trung Quốc tham gia các cái đảng phái chính trị, tức là 8 tổ chức chính trị vệ tinh, thì nó cũng không dễ dàng, mà nó phải được ít nhất 2 đảng viên giới thiệu, y như cái chế độ vào đảng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam hay ở Trung Quốc. Nhưng một cái điều quan trọng, bắt buộc họ phải là tầng lớp trí thức hoặc là giới doanh nhân, chứ người ta không chấp nhận những cái thành phần nông dân hay những cái thành phần lao động. Và khi trở thành đảng viên của các cái chính đảng tham chính, thì những cái thành viên này họ được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận cho họ cơ hội thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Và chỉ sau đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thì thành viên của các tổ chức chính trị tham chính ở Trung Quốc cũng được xem xét đề bạt vào các chức vụ quan trọng, đặc biệt trong các cái công ty tư nhân cũng vậy. Thậm chí trong điều lệ của công ty, người ta quy định phải có một cái tỷ lệ nhất định đảng viên Đảng Dân Chủ trong ban lãnh đạo. Điều đó nó đồng nghĩa với việc khẳng định cái vai trò thành viên của các tổ chức chính trị tham chính ở Trung Quốc, họ sẽ có cơ hội cao hơn trong cái vấn đề thăng tiến về quyền lực. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn về cái vấn đề đảng đã được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc ra sao, trên tạp chí Nghiên cứu Quốc tế có một cái bài viết vấn đề đảng trong Hiến pháp Trung Quốc của tác giả Hồ Anh Hải. Chúng ta phải nắm được cái vấn đề này để chúng ta thấy cái sự ưu việt cũng như cái tính tích cực của cái việc một cái chế độ đa đảng thừa nhận các cái đảng tham chính ở Trung Quốc ra sao. Thưa quý vị, theo tác giả Hồ Hải Anh, việc sử dụng hiến pháp để củng cố địa vị hợp pháp của chính đảng cầm quyền, nó luôn luôn là phong vũ biểu của một cái nền chính trị đa đảng sau cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911. Khi đó dù là Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch hay Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông, thì rõ ràng một điều là sau khi đánh đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh thì Quốc dân đảng lên cầm quyền và đưa ra một cái lý luận nhà nước của đảng mà tiếng Trung Quốc gọi là đảng quốc, và dùng hiến pháp xác định mô hình đảng trị, tức là Tôn Trung Sơn xác định dùng đảng để cai trị đất nước. Trong khi đó, thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoạt động bí mật thì phản đối mô hình này. Và phải đến năm 1936 và 1946, khi đó Quốc dân đảng mới tuyên bố trả lại chính quyền cho nhân dân. Và kể từ đó, hiến pháp mới không trực tiếp đề cập tới địa vị pháp lý của đảng cầm quyền. Thưa quý vị, tuy nhiên tác giả cho biết, trong thực tế thì Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch vẫn thực hiện một cái
chính sách đảng trị, tiếp tục tạo ra các điều kiện đặc quyền đặc lợi cho Quốc dân đảng, khiến cho hầu hết các đảng viên Quốc dân đảng đều trở nên những thành phần tham nhũng vinh thân phì gia và bị nhân dân Trung Quốc ghét bỏ. Và đó là lý do tại sao Quốc dân đảng của ông Từ Giới Thạch đã thất bại phải chạy ra Đài Loan. Mà lý do chính là nhân dân Trung Quốc khi đó căm ghét Quốc dân đảng và họ ngược lại quay trở lại ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, lật đổ chính quyền của ông Từ Giới Thạch. Thưa quý vị, đến khi ra đến Đài Loan, Từ Giới Thạch lúc đó mới tỉnh ngộ. Từ Giới Thạch mới biết rằng Quốc dân đảng thua chỉ vì Quốc dân đảng tham nhũng suy thoái quá nặng. Và đó là lý do Từ Giới Thạch đã làm một cái chỉ thị cần phải thanh đảng, tức là làm trong sạch Quốc dân đảng. Thưa quý vị, hy vọng những cái điều này, những bài học kinh nghiệm của Từ Giới Thạch sẽ làm tỉnh ngộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, kể từ năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập cho đến nay, thì rõ ràng hoàn toàn quyền lực nhà nước thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng như quý vị đã thấy, ngoài ra còn 8 chính đảng dân chủ khác trên tinh thần hợp tác đã tham chính cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ sẵn sàng chấp nhận sự chịu cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết hiện nay trong chính phủ Trung Quốc có một bộ trưởng thuộc đảng Chí Công, không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị, hiện nay có 80 triệu đảng viên, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các cơ quan chính quyền, xí nghiệp, các đơn vị sự nghiệp cũng như các đoàn thể xã hội ở Trung Quốc. Và về mặt cơ bản, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đảm nhiệm các cái chức vụ quan trọng trong các tổ chức vừa kể. Thưa quý vị, được biết kể từ năm 1949 cho đến nay, ở Trung Quốc người ta đã sử dụng 4 bản hiến pháp, đó là các bản hiến pháp 1954, 1975, 1978 và 1982. Trong đó hai bản hiến pháp 1975 và 1978 chỉ có tính chuyển tiếp vì thời gian thực thi chỉ trong vòng 3 hay 4 năm rồi xóa bỏ. Và cái tiến trình soạn thảo hiến pháp ở Trung Quốc được cho là một cái quá trình không ngừng pháp chế hóa, và về mặt pháp lý nó làm suy yếu dần dần sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và với mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ muốn đảng lùi về phía sau sân khấu chính trị của Trung Quốc để nó làm giảm bớt tính độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói về hiến pháp 1954, thưa quý vị, hiến pháp này được biết được soạn thảo dưới sự chủ trì trực tiếp của ông Mao Trạch Đông, dựa trên cơ sở một cái bản cương lĩnh chung mang tính hiến pháp tạm thời của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, mà chúng ta hay gọi là chính hiệp, công bố năm 1949 trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng soạn thảo, thì 23 tháng 3 năm 1954, cái dự thảo hiến pháp của Trung Quốc đã được đưa ra cho toàn dân thảo luận. Nó hình thành bản hiến pháp chính thức và được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 9 năm 1954. Và được biết bản hiến pháp này tồn tại trong một cái thời gian 20 năm, 1954-1975. Đáng chú ý, trong lời nói đầu của cái bản hiến pháp Trung Quốc năm 1954 đã xác nhận địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cái tổ chức mặt trận thống nhất, nhưng chỉ khẳng định tính hợp hiến của Đảng cầm quyền, chứ họ không dám xác nhận địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhà nước. Đặc biệt trong cái hiến pháp 1954 của Trung Quốc không có quy định chức quyền của Đảng trong đời sống của nhà nước. Tất cả các văn bản trong hiến pháp này hoàn toàn không nói gì tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị thấy những người Cộng sản, người ta khôn như vậy. Năm 1954, tức là sau 5 năm lập quốc của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn nằm im để chờ thời. Và dần dần khi họ đã thao túng thu phục toàn bộ quyền lực nhà nước trong tay họ, thì dần dần, và điều đó nó cũng y như ở Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, trước đây, trong những cái năm 1975-1980, khi Việt Nam người ta tiến hành sửa đổi hiến pháp 1982, người ta cũng đưa ra cho những cái người
dân để tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến. Đó là một cái vấn đề cơ bản nổi trội so với cái thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam. Người ta hoàn toàn không tham khảo các ý kiến của nhân dân trong cái vấn đề góp ý cho những cái bản hiến pháp. Trở lại cái hiến pháp thứ hai của Trung Quốc, đó là hiến pháp năm 1975. Hiến pháp này ra đời trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung Quốc, khi mà cái đường lối tả khuynh đang điên cuồng, tác oai tác quái. Và hiến pháp 1975 của Trung Quốc đã đề cao một cái lý luận tiếp tục cách mạng dưới nền chủ nghĩa vô sản của Mao Trạch Đông. Thậm chí trong hiến pháp năm 1975 của Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã phủ định công dân nhất luật bình đẳng trước pháp luật, mà Mao Trạch Đông khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Trung Cộng sản Trung Quốc đối với nhà nước. Đồng thời Mao cũng khẳng định thể chế coi sự lãnh đạo ấy cao hơn chính quyền nhà nước. Tóm lại, hiến pháp năm 1975, một cái điều cơ bản nhất là thể hiện một cái vấn đề không thể tách rời Đảng Cộng sản Trung Quốc với chính quyền, và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thay chính quyền để cai trị đất nước. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái quá trình làm hiến pháp năm 1975, nó xảy ra một cái vấn đề mâu thuẫn giữa Mao Trạch Đông và một cái người bạn chiến đấu thân thiết, đó là Phó Chủ tịch Lâm Bưu. Và như quý vị đã biết, tháng 9 năm 1971, Lâm Bưu đã trốn sang Liên Xô sau một cái âm mưu ám sát Mao Trạch Đông bất thành. Rồi Lâm Bưu đã tử nạn vì cái chiếc máy bay đó bị nổ khi bay qua cái địa phận của Mông Cổ. Và cái sự cố trong cái mối quan hệ giữa Mao và Lâm Bưu, nó đã cho thấy trong cái dự thảo hiến pháp năm 1975 nó có cái câu ghi: quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân Trung Quốc là ủng hộ Chủ tịch Mao Trạch Đông và bạn chiến đấu thân thiết của người là Phó Chủ tịch Lâm Bưu, đồng nghĩa với việc ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, cái sự cố Lâm Bưu đã chết một cách khó hiểu trong cái chuyến đào thoát khỏi Trung Quốc sau một kế hoạch ám sát Mao Trạch Đông bất thành. Và cái sự cố này đã cho thấy việc Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái dự thảo hiến pháp năm 1975, họ đưa ra những yếu tố bất định, không vĩnh cửu như vai trò của chính đảng và lãnh tụ, và điều đó mang lại những cái hậu quả bi thảm như quý vị đã thấy. Và thưa quý vị, đó là lý do năm 1978, chỉ sau 3 năm, Trung Quốc lại thảo ra một cái bản hiến pháp mới sau khi cách mạng văn hóa chấm dứt. Và người chủ trì soạn thảo hiến pháp năm 1978 là ông Hoa Quốc Phòng. Theo đó, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Hoa Quốc Phòng nhấn mạnh tư tưởng hai phàm là của mình. Cụ thể là phàm là lời Mao Trạch Đông nói đều đúng, phàm là chỉ thị Mao Trạch Đông thì chúng ta phải kiên quyết chấp hành. Và thưa quý vị, phàm là, nó là những cái câu mà quý vị thấy cửa miệng ông Hồ Chí Minh khi nói rằng Mao Trạch Đông thì không có gì sai cả. Do đó, thưa quý vị, ở Trung Quốc, hiến pháp năm 1978 về mặt cơ bản thì giữ lại các quy định về địa vị pháp lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc như hiến pháp năm 1975. Nhưng có một cái vấn đề cơ bản nhất của hiến pháp 1978 là họ bỏ đi quy trình về quyền lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với Quốc hội, và vẫn không có quy trình chính tự Đảng phải tuân theo khi thi hành, và vẫn không có quy định chính tự Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tuân theo khi hành xử các cái chức trách của họ. Và thưa quý vị, tới năm 1982, ở Trung Quốc người ta tiến hành sửa đổi hiến pháp một lần nữa, tức là chỉ vẹn vẹn sau 4 năm. Tuy nhiên, hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc được giới phân tích đánh giá là nó được soạn thảo rất công phu, đặc biệt sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tiến hành cải cách mở cửa. Hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc là một sự sửa đổi lớn, nó kế thừa và khôi phục truyền thống tốt đẹp của hiến pháp năm 1954. Dự thảo hiến pháp được đưa ra cho toàn dân Trung Quốc thảo luận, và cuối cùng Quốc hội thông qua ban hành vào tháng 12 năm 1982. Và theo giới phân tích, đây là một cái bản hiến pháp tốt nhất của Trung Quốc từ trước tới nay. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao hiến pháp hiện hành ở Trung Quốc hiện nay, đó là hiến pháp năm 1982,
có bổ sung 4 tu chính án do Quốc hội đưa ra vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004. Trong đó, lời nói đầu của bản hiến pháp này không có tính pháp luật. Nó có thuật lại cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cách mạng, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc ở Trung Quốc. Còn tất cả các cái điều cụ thể 138 điều trong hiến pháp Trung Quốc, họ hoàn toàn không sử dụng Đảng Cộng sản và cụm từ Cộng sản. Có nghĩa là không có quy định về địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không có tên bất kỳ lãnh đạo Cộng sản nào được ghi vào trong hiến pháp. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao chúng tôi nói với quý vị là Đảng Cộng sản Việt Nam nó là cái bản sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong cái vấn đề các cái chính sách về mặt chính trị cũng như thể chế chính trị thì người ta chỉ sao chụp những cái điều tệ hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc về áp dụng ở Việt Nam. Còn những cái điều mà được cho là mang tính cải cách, ví dụ như hiến pháp hiện nay của Trung Quốc hoàn toàn không có từ Đảng Cộng sản hay Cộng sản, nhưng mà ở Việt Nam thì những cái cụm từ như vừa kể nó hoàn toàn xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái hiến pháp của Việt Nam. Thưa quý vị, ví dụ như cái phần nói về trách nhiệm nghĩa vụ của cái lực lượng quân đội Trung Quốc tại điều 29 thì hiến pháp của Trung Quốc ghi rõ lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc về nhân dân. Nhiệm vụ của lực lượng này là củng cố quốc phòng, chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lao động hòa bình của nhân dân, tham gia sự nghiệp xây dựng quốc gia, nỗ lực phục vụ nhân dân. Và điều 93 trong chương cơ cấu nhà nước đã viết rất rõ Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Quân ủy Trung ương, như ở Việt Nam, thưa quý vị, chịu trách nhiệm lãnh đạo lực lượng vũ trang toàn quốc. Nhiệm kỳ của Ủy ban Quân sự Trung ương như nhiệm kỳ của Quốc hội. Nhưng có một điều, thưa quý vị, đó là hiến pháp hiện hành của Trung Quốc vẫn quy định tất cả các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các chính đảng, các đoàn thể xã hội, các xí nghiệp, tổ chức sự nghiệp phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Thậm chí bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào đều không được có đặc quyền vượt qua hiến pháp và pháp luật. Hai quy định này, thưa quý vị, theo giới phân tích nó thể hiện một cái sự tiến bộ rất lớn. Vì ở đây, từ các chính đảng trong cái điều chúng tôi vừa kể, nó dĩ nhiên gồm cả Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các cái tổ chức chính đảng tham chính đã được thừa nhận trong hiến pháp Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc thừa nhận một cái nền tảng chính trị đa đảng. Thưa quý vị, trong khi đó như quý vị đã thấy, lãnh đạo Việt Nam thì ngu xuẩn. Như Nguyễn Phú Trọng lại nói, hiến pháp là một cái văn bản pháp lý quan trọng đứng sau những cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà thưa quý vị đã biết rằng hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào không được đặc quyền vượt qua hiến pháp và pháp luật. Thưa quý vị, nên là chúng tôi nói cứ học Trung Quốc, cứ học đúng của họ đi, thì nó cũng là một cái điều phù hợp. Còn cái trở ngại lớn nhất của Trung Quốc hiện nay đó là cái vấn đề khoảng cách giàu nghèo và những cái sự bất bình đẳng trong xã hội. Và một cái vấn đề cơ bản hơn đó là những cái lợi nhuận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là những cái khả năng phát triển, những cái tích lũy của Trung Quốc không được quay trở lại để phục vụ cho người dân một cách cần thiết, mà nó được chi tiêu rất là nhỏ giọt, mà phần lớn những cái thu của Trung Quốc được phục vụ cho quốc phòng trong cái chính sách bành trướng của họ, là những cái điều cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, đó là lý do một số học giả của Trung Quốc cho rằng hiến pháp năm 1982 dù sao vẫn có những cái cơ sở được cho là rất sơ hở khi họ không nói rõ trên thực tế có tình trạng tổ chức hay cá nhân nào nắm giữ và hành quyền đặc quyền vượt hiến pháp và pháp luật thì phải xử lý như thế nào, thì trong hiến pháp Trung Quốc không đề cập tới. Một cái câu hỏi đặt ra, thưa quý vị, đó là vì sao hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc không quy định về địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là không giao bất kỳ quyền lực nhà nước nào cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách mặc định hay mặc nhiên? Thưa quý vị, câu trả lời là tại cái báo cáo chính trị của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 9 năm 1982 đã chỉ rõ Đảng không phải tổ chức quyền lực ra lệnh chỉ huy cho quần chúng, mà điều lệ Đảng
mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái quyết định được cho là mang tính lịch sử. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải hoạt động trong phạm vi hiến pháp và pháp luật. Thưa quý vị, ngay từ năm 1941, ông Đặng Tiểu Bình, trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà chưa nắm được cái quyền lực chính trị ở Trung Quốc, đã có chủ trương tuyên bố cái chủ trương dĩ đảng trị quốc, tức là dùng đảng để cai trị đất nước của quốc dân đảng. Và đó là lý do tới cái hiến pháp năm 1982 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình cũng chủ trương không lặp lại cái việc dùng đảng để cai trị đất nước. Thưa quý vị, theo giới phân tích, những cái quyết định của Đặng Tiểu Bình hết sức sáng suốt, bởi vì xét về mặt lý luận, quyền lãnh đạo của đảng nó thuộc vào cái phạm chủ chính trị, và thực chất nó là một loại uy tín chính trị, tài nguyên chính trị, thậm chí là quyền uy chính trị, chứ nó không chỉ đơn giản là cái việc nắm giữ và hành xử quyền lực nhà nước một cách tùy tiện. Theo ông Đặng Tiểu Bình, đảng lãnh đạo đã được nhân dân yêu quý, ủng hộ và phục tùng, đây là một cái điều cần phải coi. Nó là uy tín chính trị, nó là tài nguyên chính trị và quyền uy chính trị. Vẫn theo ông Đặng Tiểu Bình, nó khác với cái lực cưỡng chế và lực ràng buộc quyền lực nhà nước. Một cái biểu hiện chủ yếu của nó là sức thu hút chính trị, sức thuyết phục chính trị và ảnh hưởng chính trị của đảng cầm quyền đối với quần chúng nhân dân. Vẫn theo ông Đặng, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là đảng trực tiếp nắm giữ cũng như hành xử quyền lực nhà nước để tiến hành cưỡng chế cũng như chi phối quần chúng nhân dân, cũng như các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nhà nước, kể cả đời sống chính trị của đất nước. Đó là lý do Hiến pháp năm 1982 đã ghi rõ tất cả mọi quyền lực của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc về nhân dân. Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan mà nhân dân dùng để hành xử quyền lực nhà nước. Vì thế, quyền lãnh đạo chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất thiết không phải là quyền lực đặc biệt, siêu quyền lực, không phải là một cái thứ quyền lực vô hạn được đặt ngang hàng, thậm chí lên trên quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực của chính quyền nhà nước, đó là lý do tại sao Đặng Tiểu Bình lúc đó đã nói có một số đồng chí hiểu nhầm ưu thế của đảng, cho rằng đảng viên bao biện là ưu thế tuyệt đối của đảng, mà họ không hiểu rằng ưu thế tuyệt đối đích thực ở sự ủng hộ của quần chúng. Ưu thế được xây dựng trên cơ sở quyền lực là một ưu thế không bền vững. Và đó là lý do Đặng Tiểu Bình tiếp tục kêu gọi quét sạch mọi di độc của quốc ngân đảng với cái chủ trương quyền lực của đảng cao hơn tất cả, dùng đảng để cai trị đất nước. Thưa quý vị, đến bây giờ quý vị đã vỡ ra chưa? Đảng Cộng sản Trung Quốc nó hành xử tốt hơn so với quốc dân đảng, thậm chí tốt hơn nhiều so với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói những cái điều này có khi những người không hiểu thì lại nói KTV cổ vũ cho cái thể chế chính trị hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhìn rõ ràng, thưa quý vị, những cái gì nó đúng thì chúng ta phải nói nó đúng, cái gì chúng ta thấy nó sai thì chúng ta phê phán, chứ không thể được mập mờ giữa cái đúng và cái sai. Và nếu quý vị không xác định rạch ròi được điều đó thì chắc chắn quý vị sẽ trở thành nạn nhân của ban tuyên giáo ở Việt Nam. Thưa quý vị, chế độ chính trị ở Trung Quốc hiện nay nó là một cái thể chế chính trị đa đảng, rõ ràng là như vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc không trực tiếp can thiệp vào cái việc lãnh đạo nhà nước và xã hội, mà người ta thực chất là có, như người ta rút đằng sau hậu trường, người ta bí mật chỉ đạo nhà nước. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái giai đoạn của ông Tập Cận Bình thì chính trị Trung Quốc đang có cái màu sắc trở thành một cái chế độ dưới sự lãnh đạo của một nhà độc tài sử dụng uy lực của cá nhân. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao trong các cái văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc người ta đã giải thích chủ nghĩa Mác cho rằng một chính đảng có địa vị cầm quyền không có nghĩa là tổ chức của đảng ở các cấp có thể lấn át trên các cái cơ quan chính quyền nhà nước, không có nghĩa là Đảng Cộng sản nắm giữ và hành xử quyền lực nhà nước một cách trực tiếp cụ thể. Thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chỉ rõ cách làm sai lầm, đó là không chịu tách rời đảng với chính quyền, lấy đảng thay cho chính quyền. Trên thực tế nó chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa vị lãnh đạo Đảng Cộng sản mà thôi. Đó, thưa quý vị, quý vị nghe cái câu mà nhận định trong văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng theo chủ nghĩa Mác không có nghĩa là Đảng Cộng sản
nắm giữ và hành xử quyền lực nhà nước một cách trực tiếp, và cái việc không tách rời đảng với chính quyền, lấy đảng thay cho chính quyền như Nguyễn Phú Trọng làm ở Việt Nam hiện nay, theo Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng nó là những cái vấn đề sai lầm và nó gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho địa vị lãnh đạo của các đảng cộng sản. Thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là tại sao Hiến pháp năm 1982 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy bỏ điều nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng tại sao nó không gây ra những cái sự phản đối trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc? Thưa quý vị, rõ ràng loại bỏ những cái điều nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chắc chắn nó phải ảnh hưởng tới quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mà tại sao không gây ra những cái phản ứng bất bình trong ban lãnh đạo? Thưa quý vị, đơn giản, nó do một số nguyên nhân. Thứ nhất, cái gọi là hủy bỏ chẳng qua nó chỉ là cái vấn đề khôi phục lại cái bộ mặt vốn có của Hiến pháp năm 1954. Khi đó chính phủ Trung Quốc còn là một cái chính phủ liên hợp, có nhiều chính đảng và nhân sĩ ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia. Và điều này nó tương tự như chính phủ Việt Nam năm 1946. Và đặc biệt vào cái giai đoạn năm 1982, khi Hiến pháp 1982 được soạn thảo, đó là Trung Quốc vừa thoát ra và chịu ảnh hưởng ghê gớm của một cái cuộc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, trong Hiến pháp năm 1982 vẫn giữ những chỗ trình bày về vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, v.v. Nhưng Hiến pháp không nói gì về cái việc cho phép đảng lãnh đạo như thế nào. Vấn đề thứ ba, đó là điều 1 của Hiến pháp Trung Quốc nói Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa chuyên chính vô sản, dựa trên cơ sở liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Ở đây, thưa quý vị, nói chuyên chính vô sản thì mọi người chúng ta đều hiểu chuyên chính vô sản là một cái sản phẩm của các cái đảng cộng sản từ trước đến nay. Song tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đó là lý luận Đặng Tiểu Bình và một cái tư tưởng quan trọng ba đại diện. Như quý vị đã thấy, thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách giới thiệu chương trình của KTV tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới trong xã hội, đặc biệt giới trẻ và học sinh sinh viên, để mọi người có thể ý thức được và hiểu rõ những cái vấn đề hiện tình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay, và để từ đó có thể xác định cho mình cần phải làm gì trong cái việc đóng góp sức lực của mỗi cá nhân cho cái việc phát triển của đất nước, để đưa Việt Nam chúng ta thành một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, độc lập, có một nền chính trị dân chủ, một thế chế chính trị tạo ra một nhà nước pháp quyền cai trị bằng luật pháp và công lý phải được tôn trọng. Thưa quý vị, KTV là một cơ quan truyền thông, KTV không phải một tổ chức chính trị. KTV có trách nhiệm đưa các thông tin trung thực, nhanh chóng và chính xác đến quý vị mà thôi. KTV chỉ nói tin thật, KTV không nói tin giả. Đó là một chủ trương cũng như một cái điều kiện tiên quyết của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Bye bye quý vị.